Iran xác nhận Tổng thống và Ngoại trưởng đã thiệt mạng trong vụ trực thăng rơi. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng nước này đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng ở địa hình đồi núi trong điều kiện thời tiết băng giá. Một quan chức Iran cho biết hôm ngày 20 tháng 5, sau khi các đội tìm kiếm xác định được mảnh vỡ của chiếc máy bay ở tỉnh đông Azerbaijan, Tổng thống Raisi, Bộ trưởng Ngoại giao và tất cả phi hành đoàn trên trực thăng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters. Hãng thông tấn MISA của Iran trước đó cũng xác nhận Tổng thống đã tử nạn, đồng thời đưa tin rằng tất cả hành khách trên trực thăng chở Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Iran đều đã tử vong. Một quan chức Iran trước đó nói với Reuters rằng chiếc trực thăng chở Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahi đã bị cháy hoàn toàn trong vụ tai nạn hôm ngày 19 tháng 5 giờ địa phương. Truyền hình nhà nước đưa tin hình ảnh từ hiện trường cho thấy máy bay lao vào đỉnh núi, mặc dù chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn. Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết Raisi di chuyển bằng chiếc trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất. Raisi, 63 tuổi, được bầu làm tổng thống vào năm 2021 và kể từ khi nhậm chức đã ra lệnh thắt chặt luật đạo đức, giám sát một cuộc đàn áp nhắm vào các cuộc biểu tình chống chính phủ và thúc đẩy mạnh mẽ các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, người nắm quyền lực tối cao với tiếng nói cuối cùng về chính sách đối ngoại và chương trình hạt nhân của Iran, trước đó đã tìm cách trấn an người Iran, nói rằng các vấn đề quốc gia sẽ không bị gián đoạn. Các đội cứu hộ đã chiến đấu với bão tuyết và địa hình hiểm trở suốt đêm để tiếp cận hiện trường vào sáng ngày 20 tháng 5. Người đứng đầu tổ chức Lưỡi Liềm Đỏ Iran, Prosin Kulivani, nói với đài truyền hình nhà nước với việc phát hiện ra địa điểm rơi. Không có dấu hiệu nào của sự sống được phát hiện trong số các hành khách trên chiếc trực thăng. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm một loạt các cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế xảy ra ở Iran. Giới lãnh đạo giáo sĩ Iran phải đối mặt với áp lực quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran và mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc của nước này với Nga. Trong cuộc chiến ở Ukraine, kể từ khi đồng minh Hamas của Iran tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, kích động cuộc tấn công của Israel vào Gaza, các cuộc xung đột liên quan đến các nhóm liên kết với Iran đã nổ ra khắp Trung Đông. Trong hệ thống chính trị kép của Iran, bị chia rẽ giữa giới giáo sĩ và chính phủ, chính cố vấn 85 tuổi của Raisi là Khamenei, lãnh đạo tối cao từ năm 1989, là người nắm quyền quyết định tất cả các chính sách lớn. Trong nhiều năm, nhiều người đã coi Raisi là một ứng cử viên đăng ký để kế nhiệm Khamenei, người đã tán thành các chính sách của Raisi. Chiến thắng của Raisi trong cuộc bầu cử vào năm 2021 đã đặt tất cả các nhánh quyền lực dưới sự kiểm soát của những người theo đường lối cứng rắn. Sau 8 năm chức vụ tổng thống do người theo chủ nghĩa thực dụng, Hassan Rouhani nắm giữ vào một thỏa thuận hạt nhân được đàm phán với các cường quốc bao gồm cả Mỹ. Tuy nhiên, vì thế của Raisi có thể đã bị ảnh hưởng do các cuộc biểu tình rộng rãi vì sự thất bại trong việc xoay chuyển nền kinh tế Iran, vốn bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Raisi đã có mặt ở biên giới Azerbaijan vào ngày 19 tháng 5 để khánh thành đập Kiz Galaxy, một dự án chung giữa hai nước,